Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quy nha. Thì hôm nay Quy sẽ giới thiệu cho quý cô chú và quý anh chị một phiên bản, một mẫu xe đang hot, đó là Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp nha. Thì Hyundai Santa Fe nó sẽ thiết kế mới này, nó có những chi tiết gì? Thì hôm nay mọi người cùng theo dõi clip của Quy để Quy giới thiệu chi tiết về dòng bản máy dầu cao cấp, coi như là bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe 2021 bản Philip nha mọi người. Thì mọi người cùng theo dõi clip nha. Đầu tiên thì về mặt trước của xe. Mặt trước của xe thì chúng ta nó thấy đã thay đổi, nó thay đổi thiết kế so với phiên bản cũ. Đó là cái viền mạ chrome này nó sẽ đi liền qua cái đèn luôn, cái đèn cho mình. Thì nó sẽ làm liền với cái mặt ca lăng luôn. Thì mặt ca lăng mới này nó được mạ chrome bạc nha quý anh chị, mạ chrome bạc, và nó thay đổi thiết kế so với phiên bản cũ. Thì chúng ta nhìn nó sẽ sáng xe hơn, và phía trước chúng ta nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Cái cản phía dưới thì nó cũng mạ chrome bạc cho mình luôn. Đây, nó mạ chrome bạc. Đó, thì chúng ta nhìn chiếc xe, các đầu xe phía trước nó sẽ cân đối và nó sáng. Về cụm đèn, cụm đèn thì xe đã thay đổi thiết kế cụm đèn luôn. Thì dải LED định vị ban ngày hiện tại là đang thiết kế là dạng hình là hình chữ T nha quý anh chị, hình chữ T nè. Đó, thì phía trên này là đèn báo rẽ nó tích hợp chung luôn dải LED định vị ban ngày. Khi mà mình tắt cái đèn LED đi thì cái phía trên này nó là cho mình ánh sáng trắng luôn. Đó, cụm đèn code pha thì nó là cụm đèn code pha dạng LED hết, bi LED hết cho mình. Đặc biệt cái cụm đèn này thiết kế mới này nè, thì nó sẽ là thiết kế nó có thêm một tính năng nữa là đèn tự động thích ứng. Tức là khi quý anh chị đi mình bật đèn pha thì có xe ngược chiều đổ lại á, thì nó sẽ tự động nó hạ về code, nó hạ thấp cái tầm pha xuống để cho chống cái tình trạng mà bị chói mắt cái người đi ngược chiều với mình. Nó cái tính năng này rất là hay luôn quý anh chị. Ngoài ra phía trước đầu xe thì nó sẽ có 4 cảm biến trước. Đây, 1 cảm biến, 2 cảm biến, 3 cảm biến và 4 cảm biến trước. Đặc biệt trên Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp, máy xăng hay máy dầu, thì nó sẽ có thêm cái cụm là cái camera trước, cái camera của cam 360 á. Đó, cam 360 độ thì phiên bản Santa Fe bản cao cấp hiện tại nó đã trang bị luôn nha quý anh chị. Rồi. Mặt trước của xe thì nó sẽ còn một cái nữa, đó là cái động cơ mới này nè. Thì Quy sẽ mở nắp capo lên khởi động máy cho quý cô chú anh chị cùng khám phá luôn nha. Đây, Quy đã khởi động máy và chúng ta mở nắp capo lên cùng khám phá cái động cơ mới của Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu hay máy xăng. Thì nó trang bị động cơ mới là động cơ Smart Trim. Đó, bản máy dầu này thì nó trang bị là động cơ 2.2 turbo nha quý anh chị. Đây, chúng ta cùng nhau khám phá nè. Rồi, lại đây. Đây là khoang động cơ của Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp nha quý anh chị. Đây, động cơ mới chúng ta là động cơ Smart Trim. Đó, nó trang bị động cơ cho mình là 2.2 turbo luôn. Đó, cho chúng ta là 202 mã lực nha. Công suất á là 202 mã lực. Đó. Chúng ta nhìn thấy khoang động cơ thiết kế mới này bây giờ nó rất là gọn. Đặc biệt động cơ Smart Trim này nè, nó thiết kế là nhôm nguyên khối, nên mà khi mà chúng ta đi đường á, thiết kế mới này sẽ giúp cho chiếc xe nó sẽ nhẹ hơn khoảng cái động cơ cũ là 38 kg, giúp cho xe chúng ta nó tăng tốc nhanh hơn nè, nhẹ hơn nè, và nó hỗ trợ cái phần mà cách âm từ khoang lái á, tiếng vọng của máy vào khoang lái á, thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt cái nắp capo này nó thiết kế cái lớp cách âm cách nhiệt này nè, thì nó sẽ dày hơn và nắp capo dày hơn, cứng cáp hơn, thì nó sẽ giúp cho cái khoang cách âm của khoang máy nó sẽ ok hơn nha quý anh chị. Đó, đi kèm với động cơ Smart Trim mới này nè, thì chúng ta sẽ có là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hộp số ướt luôn nha quý anh chị. Đó, nó là hộp số ướt 8 cấp ly hợp kép, thì nó đi giúp cho chúng ta sang số tăng tốc rồi nó sẽ mượt mà hơn so với hộp số cũ. Rồi, chúng ta cùng qua bên hông xe nha. Rồi, bên hông xe thì thiết kế nó sẽ cũng có một vài chi tiết thay đổi. Bánh mâm, về cụm bánh mâm là đây. Bánh mâm thì mâm bây giờ là mâm vẫn là mâm 19 inch, nhưng mà nó sẽ thay đổi thiết kế nè. Đó, chúng ta thấy cái kiểu thiết kế mới này nè, nó sẽ khác. Đặc biệt nó sẽ trang bị cảm biến sức lốp theo xe luôn. Đây, cảm biến sức lốp theo xe thì giúp cho anh chị mình đi đường xa rồi đó, mình sẽ quan sát, mình sẽ kiểm tra được độ cứng, độ yếu mềm, đầy hơi của lốp mình luôn. Rồi, trên gương chiếu hậu, trên gương chiếu hậu bây giờ thì nó sẽ trang bị luôn cam 360. Cam 360 cho mình luôn nha. Cam 360 này sẽ có chức năng là quan sát cam toàn thân xe, và nó sẽ có tính năng là cam cặp lề. Chút xíu nữa vào bên trong thì Quy sẽ
cái bật cái cam cặp lề và cam 360 cho quý anh chị cùng theo dõi luôn. Đặc biệt trên gương bây giờ cái biểu tượng cảnh báo điểm mù á, đây qua đây camera, cảnh báo điểm mù nè, thì bây giờ nó đã thay đổi rồi, lúc trước là hình hai chiếc xe, còn bây giờ nó sẽ là hình tam giác nè, đó hình tam giác dấu chấm than thì nó sẽ hiện màu đỏ, còn lúc trước thì nó hiện màu cam. Gương này là gập điện, chỉnh điện và sấy gương luôn nha. Rồi tay nắm cửa, tay nắm cửa cũng mạ rơm luôn, và phía dưới là nó nửa trên là mạ rơm, nửa dưới là cùng màu thân xe. Thiết kế này giúp chúng ta nó sẽ bắt mắt và nó hiện đại hơn, và đặc biệt là nó mạ rơm bạc luôn. Rồi cái ốp body ở dưới nó vẫn còn, nhưng mà nó sẽ thay đổi cái màu mạ rơm là mạ rơm bạc nha quý anh chị. Rồi chúng ta về mặt phía sau xe ha. Phía sau xe thì bây giờ chúng ta cũng đã thay đổi thiết kế. Lúc trước thì chỗ này nó là cái viền mạ rơm, bây giờ nó là cái viền phản quang màu đỏ để nó nối liền hai cụm đèn hậu cho mình luôn. Và cụm đèn hậu nó vẫn thiết kế là ôm body nha quý anh chị. Cụm đèn hậu nó thì là cụm đèn hậu dạng LED đó. Phía dưới này thì nó có đèn lùi nó phía trên cụm đèn hậu. Còn đèn báo rẽ chúng ta bây giờ nó sẽ đưa xuống phía dưới. Đây, đèn báo rẽ LED. Ở bên đây nó sẽ có một cái đèn nữa là đèn sương mù phía sau. Đèn sương mù phía sau nó ở khúc này nè. Còn cái viền này, đây, cái đèn sương mù phía sau nó ở khúc này cho mình nè. Rồi cái viền này là cái viền phản quang nha, cái viền phản quang. Đó. Phía sau chúng ta vẫn có là bốn cảm biến lùi. Đây, bốn cảm biến lùi. Đó, bốn cảm biến lùi đây, 2 3 4 đó. Cái cản phía sau này là chúng ta nhìn chúng ta thấy nó sẽ thay đổi là nó đã ẩn cái bô đi rồi, ẩn cái bô đi. Cái cũ thì nó sẽ hiện cái bô ở đây cho chúng ta, còn cái mới này nó ẩn cái bô đi và nó được mạ rơm bạc luôn. Đây, nó mạ rơm bạc, nhìn phía sau chiếc xe chúng ta nó sáng hơn. Ở trên này thì vẫn là logo Hyundai. Đó, sáng. Phía sau nó thì vẫn là cam 36 camera lùi tia hồng ngoại nha, kèm tia hồng ngoại thì nó sẽ quét ánh sáng và hỗ trợ vào lùi xe vào ban đêm sẽ tốt hơn. Cam này nè, nó tích hợp luôn là cam 360 vô đây luôn nghe quý anh chị. Đó, rồi, chúng ta cùng nhau lại đây khám phá cốp xe ha. Đây là cốp xe của Hyundai Santa Fe. Đó, của Hyundai Santa Fe. Đó, khi mà hàng ghế 3 chúng ta không bật lên á thì nó cho cái không gian cốp rất là rộng luôn. Phía sau chúng ta vẫn có cửa gió điều hòa nè. Có cửa gió điều hòa, có cái núm vặn riêng luôn, chỉnh tốc độ gió riêng luôn và trang bị luôn cái cổng sạc nhanh cho mình nha. Đây, cổng sạc nhanh. Đó. Và ở đây hàng ghế thứ hai mình gập xuống á thì nó sẽ có hai phím. Đây, left L là left là bên trái, R là right là bên phải, là mình muốn gập cái nó sẽ có chia ra 64 nè. Đây quý anh chị nhìn lên đây. Nó sẽ chia cái 64 nè. Đó, rồi gập 64 hàng ghế 2 luôn. Rồi để rồi kéo cái hàng ghế 3 lên cho mình coi cái không gian cốp khi mình bật hàng ghế 3 luôn nha. Đó, đây. Thì không gian cốp này chúng ta cũng để được khoảng hai cái vali vừa đó, chứ nó không có rộng lắm. Đó. Rồi phía dưới này thì chúng ta sẽ có bộ đồ nghề theo xe. Đây, bộ đồ nghề theo xe. Còn cái bánh phụ á, đây, bộ đồ nghề có cái kích năng luôn để mình thay bánh phụ á. Bánh phụ thì nó nằm phía dưới này nghe quý anh chị. Đây. Bánh phụ thì nằm phía dưới này nè. Và bánh phụ này là nó cùng thiết kế như bánh chính luôn. Đó, nó sẽ là chúng ta kêu gần dạng thiết kế là 5 bánh á. Nhưng mà nó sẽ không có cảm biến sức lốp nha, tại vì cảm biến sức lốp theo xe thì nó chỉ có 4 cái thôi, là 4 bánh chính thôi. Còn bánh phụ là để dự phòng chúng ta thay lốp, rồi khi nào chúng ta đi có thời gian chúng ta vá cái vỏ đó lại, chúng ta lắp bánh chính vô thì nó mới kích hoạt cảm biến sức lốp lên. Đó. Đây. Rồi. Phía sau xe bây giờ thì nó cái anten phía trên mình á, lúc trước á, thiết kế trước á, mẫu form 2019 á, thì nó là anten dạng kêu bằng dạng cột thu sóng dạng dây á. Còn bây giờ nó sẽ là anten loại vây cá luôn. Đó, anten là dạng vây cá. Và phía trên này nó cũng có cái đèn phanh trên cao cho chúng ta nè. Đó. Về mức tiêu hao nhiên liệu của con xanh Hyundai Santa Fe bản máy dầu này nè, động cơ mới nè, thì nó sẽ là bao nhiêu? Đây là những cái nó sẽ thay đổi một cái thiết kế là động cơ mới, thì quý anh chị sẽ tò mò là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó là bao nhiêu. Của nó đó, mình đi cái đường ngoài đô thị á, thì tầm 5, thông số của nhà máy thì tầm 5,45 lít trên 100 cây. Còn đi đường kết hợp ấy, thì tầm 6,2 lít trên 100 cây là đường kết hợp.
Còn đi đường trong nội đô thị thì tầm khoảng 8 lít, tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Thì cái mức tiêu hao này thì nó cũng tương đương với cái thiết kế động cơ cũ thôi. Nhưng mà thiết kế động cơ mới này nè thì nó sẽ nhẹ hơn, giúp cho chúng ta tăng tốc nhanh hơn và hỗ trợ cách âm. Và đặc biệt cái động cơ mới này nghe quý anh chị, khi chúng ta đứng phía sau xe này nè, hầu như cái bộ lọc của nó sẽ khử, nó xử cái mùi dầu, hầu như là nó sẽ tan biến cái mùi dầu luôn. Khi chúng ta đứng phía sau này nè thì cái mùi dầu hầu như nó sẽ không còn, nó hắt lên cái mũi chúng ta nữa, nó sẽ khử mùi rất là tốt luôn. Đó, đây là một điểm hay đó quý anh chị, động cơ Smart Trim mới này nè. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá cái hàng ghế 2 bên trong nội thất của xe và hàng ghế 2 của Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp này nha. Rồi, mời quý anh chị cùng theo Quy. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá khoang nội thất của Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp Philip 2021 nha quý anh chị. Đây, chúng ta cùng nhau khám phá khoang nội thất. Chúng ta có thắc mắc là hàng ghế 3 thiết kế mới này có rộng hay không? Thì chúng ta để Quy vô ngồi cho quý anh chị cùng cùng tham khảo luôn nha. Đây, đặc biệt khi mà đây nè, nó có cái hay nè. Trên Hyundai Santa Fe á, khi mình lên xuống á, mình không cần bật ở dưới này, không cần bật ở dưới này. Đó, những dòng xe 7 chỗ thường chúng ta sẽ bật ở dưới này, nhưng mà trên này nó sẽ có một cái phím bấm. Đây, đây nè, có phím bấm rất là tiện luôn. Đây, chỗ hướng tay quy chỉ nè. Đó, chúng ta chỉ cần nhấn vào thôi thì ghế tự động nó chạy lên, nó mở không gian ra để mình bước lên nó dễ dàng hơn nha. Rồi, đây, đây, hàng ghế thứ ba. Đó, Quy cao 1m62. Đó, khoảng chân nè, độ tựa nè và khoảng gối nè, thì cái hàng ghế nó đang đẩy xuống hết nách nè, thì cái khoảng gối nó sẽ còn khoảng, cái này là cầm khoảng 6 cm, nó là quy cao 1m62, thì cả 1m7 khoảng 1m7 thì chúng ta ngồi cũng rất còn thoải mái. Đặc biệt là hàng ghế thứ hai này có thể di chuyển lên xuống để tăng độ rộng cho hàng ghế thứ ba luôn, vì hàng ghế thứ ba nó có cổng gió, nó làm mát cho chúng ta luôn. Đặc biệt bây giờ phía sau này nè, nó sẽ có trang bị lo luôn, nó là 10 lo, lúc trước nó chỉ có 6 lo thôi. Rồi, khi mà Quy đang ngồi hàng ghế thứ ba nè, mình muốn xuống xe, thường những dòng xe 7 chỗ khác thì mình phải nhờ một người, một bạn mình đứng bên ngoài bật cái chỗ phía dưới ghế mình mới xuống được. Còn với thiết kế của con Santa Fe này, mình chỉ cần nhấn nút thôi, đây cái nút hồi nãy nè, thì chúng ta nhấn vào một cái thì ghế nó sẽ chạy lên đó, rồi chúng ta bước ra thôi, rất là dễ đó nha quý anh chị. Đặc biệt nó thiết kế cái phím, cái nút này nè, nó hay vậy nè, thì nó sẽ thiết kế là bên trong lề không nha, phía ngoài thì nó không có. Cái gập bên ngoài nó không có, nó chỉ bên trong lề thôi, để cho an toàn cho chúng ta khi bước lên xuống, nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà thiết kế bên ngoài thì xe nó bên ngoài nó nhiều, nó nguy hiểm chúng ta. Đó. Rồi. Đây, đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì nó cũng rộng lắm nghe quý anh chị. Nó có cửa gió đã kìa, điều hòa hàng ghế thứ hai nè. Kèm luôn là hai cổng sạc USB hàng ghế thứ hai luôn. Đó, hàng ghế thứ hai thì có bệ tì tai cho mình luôn. Đây, bệ tì tai và cốc điện ngăn để nước luôn. Đó. Rồi. Chúng ta cùng nên khám phá cái phần lái của xe nha. Đây, phần lái là một cái là rất là hay luôn nha quý anh chị. Rồi. Đây, chúng ta cùng nhau khám phá phần lái, chúng ta thấy thay đổi thiết kế gì không? Thiết kế ngay chỗ mà cần số nè. Chỗ cần số bây giờ là thiết kế mới, kêu này, cái dạng này là cái thiết kế mà hay chúng ta thường hay gọi là dạng yên ngựa. Đây, đó. Thiết kế chỗ cần số bây giờ nó sẽ thay đổi là dạng nút bấm. Và các phím chính chức năng á, thì nó sẽ đưa xuống trong một cái khoang này luôn. Đó, chúng ta nhìn nó sẽ phải nói sao ta? Nó gọn hơn. Nó gọn hơn, nhưng mà tất cả các phím bấm này nè, mỗi phím là một chức năng thì giúp cho chúng ta trong quá trình lái xe nó sẽ hạn chế cái tình trạng mất tập trung của chúng ta. Chúng ta chỉ liếc vào cái phím đó chức năng gì thì chúng ta chỉ nhấn thôi. Đó. Đặc biệt có nhiều quý anh chị hỏi Quy là các phím cần số này nè. Khi mà mình có chị em ngồi ở phía gần ghế phía trước này nè, lỡ nhấn vào những phím số này thì nó có tác dụng gì không? Nó có ảnh hưởng như tới động hộp số của xe không? Thì Quy xin trả lời là không nha. Đó, không, nó sẽ không nhận. Dù như khi xe chúng ta đang di chuyển, chút xíu Quy sẽ làm một cái clip Quy chèn vô, là khi xe chúng ta đang di chuyển mà chúng ta lỡ nhấn vào phím B và phím R thì nó có dính số không và nó có ảnh hưởng tới hộp số không, thì nó sẽ không nha, không tác dụng nha quý anh chị. Cái hệ thống của xe nó sẽ ngăn cản là nó sẽ không tác dụng, xe chúng ta vẫn di chuyển tới bình thường, nó sẽ báo cho chúng ta biết thôi. Đó. Rồi. Màn hình này là màn hình thiết kế mới luôn, là màn hình bự hơn. Đó. Màn hình này nó sẽ thiết kế là dạng 10,25 inch. Đó.
Rồi, đây chúng ta nhìn thấy nè, nó bự hơn, nó rộng hơn và độ nhạy của nó sẽ tốt hơn. Nó độ nhạy nó rất là tốt luôn nè, nè đó, quy lướt cho quý anh chị coi. Rồi, chúng ta cùng khám phá một cái hay nữa là cái màn hình táp lô nha quý anh chị. Đây, chúng ta vào đây. Đây, cái màn hình táp lô này bây giờ nó thiết kế là dạng digital hết, là dạng điện tử á. Thì màn hình táp lô này nó thiết kế là 12,35 inch, 12,35 inch đó. Đây nó hiện giao diện cho chúng ta là dạng điện tử hết. Để quay chuyển cho lái cho quý anh chị coi một cái nè, nó rất là xịn sò luôn đó. Rồi, đặc biệt trên con máy dầu này nè, nó sẽ có thêm một cái chế độ nữa mà trên con máy xăng nó không có, nó chỉ có máy dầu thôi. Đó chính là chế độ vận hành nè, terrain này nè. Khi mà chúng ta chạy vào những cái cung đường này nè, thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Đây, chúng ta nhấn xuống thì nó sẽ hiện qua nè, nó dặn một cái thì nó qua chế độ snow. Chế độ snow này là chế độ đi tiết, và chế độ mud là chế độ đi đường sình lầy. Chế độ sand là chế độ đi đường đất cát, ví dụ như những bãi cát như mà bãi biển hay là bãi ngoài Ninh Thuận rồi đó, thì chúng ta đi đường đất cát, cát bụng á. Rồi, bình thường chúng ta đi đường bình thường thì chúng ta chuyển về chế độ lái bình thường thôi, ride, là nhấn vào nút ride thôi thì nó chuyển lên. Còn nhấn một cái thì nó chuyển về terrain là chế độ lái, chế độ vận hành. Đó. Rồi, xe sẽ có 4 chế độ lái là Comfort, Eco, Sport và Smart. Đó. Trên đây là các phím để điều chỉnh để trên cái màn hình thôi. Đó. Các phím ở trên đây là điều chỉnh màn hình, điều chỉnh âm thanh, rồi cài đặt nè, media là chuyển chế độ mình nghe Bluetooth hay là USB rồi thôi. Map là bản đồ. Đó. Rồi. Cái hàng phía dưới này là cái cụm điều chỉnh của cái điều hòa. Đó, cụm điều chỉnh của điều hòa. Nó sẽ có các phím auto, rồi chỉnh hướng gió nè, sấy kính nè, rồi AC là máy lạnh nè. Sin này là nó đồng bộ quá điều hòa giữa hai bên. Rồi cả dưới là gió, chỉnh mức gió nè, tắt điều hòa nè. Rồi chỉnh hướng gió nè. Đây, nó hai cái nè, có một cái lái mịt này thì nó sẽ khi mà chúng ta nhấn vào thì nó sẽ có gì. Đây, chúng ta nhìn vào màn hình nè. Khi nhấn vào nó sẽ hiện cái màn hình, cái giao diện của điều hòa lên cái màn hình cho chúng ta nè. Đó. Chúng ta sẽ quan sát được nhiệt độ của ghế tài của bên lái xe nè và bên hành khách. Đó, nó hiện cái mức gió cho chúng ta, nó hiện cái hướng gió luôn. Đây, quy nhấn chỉnh hướng gió thì nó sẽ hiện lên nè. Đó, hướng gió là mát chân là mát người. Rồi. Hai cái phím này thì là nó là điều chỉnh nhiệt độ thôi. Đó, nó điều chỉnh nhiệt độ lên xuống nè. Rồi. Chúng ta muốn chuyển về bản đồ home đúng không? Chúng ta nhấn vào map thôi. Chuyển về bản đồ. Đó. Rồi. Phía dưới này xe nó sẽ có nè, các phím nè. Auto horn nè. Được chưa? Phía dưới này nó sẽ có các phím là auto horn nè, sử vô lăng nè, hỗ trợ đổ đèo nè, tắt mở cảm biến trước nè. Đây, cái phím B này nè, nó sẽ giờ nó có thêm một tính năng nữa. Hyundai Santa Fe 2019 á, thì cái phím này nè, phím hình chữ B có cái camera, cái máy quay phim nè, thì chúng ta chỉ quan sát cái wheel là cái phía sau thôi. Còn bây giờ chúng ta nhấn vào đây, mọi người cùng thấy, chúng ta sẽ thấy được luôn. Đây, đèn quay đóng cửa. Rồi, cái phím này nè, cái máy quay nè, và có chữ B nè, thì lúc trước thì chúng ta chỉ quan sát cái wheel được phía sau thôi, nó như vậy thôi, cái một cái giao diện bên đây thôi. Đó, bây giờ nó sẽ hiện luôn cái cam 360 cho chúng ta, và cam 360 này chúng ta sẽ thay đổi được góc nhìn luôn. Đây, đó, góc nhìn luôn. Đó, góc nhìn bên trái bên phải nè, phía trên xuống nè, nó sẽ có luôn. Rồi, đặc biệt khi chúng ta về số D, đây nhấn số D này nha, quy nhấn số D. Đó, chúng ta sẽ thấy thay đổi cái màn hình phía trước đúng không? Cái cam 360 này khi chúng ta nhấn vào số D thì nó sẽ hiện cái wheel phía trước cho chúng ta luôn, để chúng ta quan sát được có vật cản hay không luôn. Đó, chúng ta sẽ thay đổi được góc nhìn luôn. Đó. Đó, thay đổi góc nhìn bên trái bên phải luôn. Cái này là rất là an toàn nha quý anh chị. Đó, còn cái này thì phía sau. Đó. Rồi chúng ta chạy về số B. Rồi, chúng ta nhấn nút này thì nó là hiện cái phía sau. Đó, cái wheel phía sau cho chúng ta. Rồi. Rồi, đây, chỗ này thì nó có một cái này, cái mặt phẳng đúng không? Thì khi chúng ta nhấn vào
Thì ở đây nó sẽ có một cái ngăn, cái cốc để nước đây, cái ngăn này, cái ngăn để cốc nước nè, rồi cái cổng USB nè, rồi đây nó hiển cái biểu tượng của sạc không dây. Khi chúng ta để điện thoại vào đây thì nó sẽ nhận cái sạc không dây và nó hiện cái đèn sáng màu cam ở đây. Đó, đây đây là cái gạt tàn thuốc, nếu chúng ta không sử dụng chúng ta lấy để nhà. Đây chúng ta sẽ có một thêm một cái là cái ngăn để cốc nước nữa. Đó. Đây, để dọn. Cái hộc để đồ bây giờ nó rất là rộng luôn nha quý anh chị. Đó. Rất là rộng luôn. Đó. Rồi. Phía dưới này nó sẽ có một cái ngăn cho chúng ta để đồ luôn, ngăn cũng rộng luôn. Nó sẽ không có bít lại nhưng mà nó sẽ có một cái ngăn. Và phía dưới này nó có một cái cổng sạc nhanh cho ghế phụ luôn đó. Đó. Khi mà quý anh chị quan sát trên này chúng ta sẽ không thấy cái phanh tay điện tử ở đâu. Thì em xin mời camera đi vòng qua đầu xe ha, vòng qua đầu xe qua bên đây chúng ta sẽ thấy cái phanh tay điện tử và cái kế bên đây luôn ha. Rồi, rồi. Đây, đây là cái phanh tay điện tử. Cái phanh tay điện tử bây giờ quý anh chị nó sẽ có thêm một cái chức năng, nó không giống như cái phanh tay điện tử mà của phone cũ. Thì khi chúng ta bình thường chúng ta không đạp chân phanh nha, không đạp chân phanh thì chúng ta nhấn vào. Đây trên màn hình nó sẽ hiện biểu tượng là bắt chúng ta đạp phanh. Đó, nó cho chúng ta phải đạp phanh. Nó mới hạ phanh tay điện tử. Đó, đây là một an toàn chúng ta. Khi chúng ta vào số D, chúng ta không hạ phanh tay điện tử, không thắt dây an toàn thì khi chúng ta nhấn qua thì xe nó có đi hay không? Xin thưa là nó sẽ không hạ phanh luôn nha quý anh chị. Đó, nó không hạ phanh luôn. Đó. Khi chúng ta đạp chân phanh, chúng ta vào số D đây. Thì chúng ta hạ xuống. Hạ cái phanh tay điện tử này xuống nó mới cho chúng ta di chuyển. Còn khi chúng ta thắt dây an toàn thì chúng ta chỉ cần về số D và chúng ta đạp chân phanh rồi buông chân phanh rồi chúng ta sang chân ga chúng ta điểm nhẹ thôi thì nó sẽ di chuyển thôi. Đó. Rồi. Bên phím lên đây thì nó có các phím là lên xuống kính và đặc biệt bây giờ là lên xuống kính 4 cửa là một chạm hết nha quý anh chị. Đây, một chạm hết. Và có phím lock khóa cho em nè. Đó. Trên đây thì nó có hai vị trí nhớ ghế lái nè. Rồi ở đây nó sẽ có thêm một cái nữa Quy Quỳnh giới thiệu, đó là cái cảnh báo lệch làn đường. Đó, cảnh báo lệch làn đường. Rồi đặc biệt là xe bây giờ trang bị là loa, là dạng loa là Hotman Cardon đây. Thì loa bây giờ là trang bị 10 loa nha mọi người. Loa có Hotman Cardon này thì theo những dòng xe sang của ở thị trường Mỹ á, nó nghe rất là chuẩn, rất là hay luôn. Và khi mà anh chị nào mà xài xe rành á, thì sẽ biết cái dòng loa này nó rất là xịn. Đó. Rồi thì Quy vừa giới thiệu chi tiết về Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu, bản cao cấp. Nó có thể là bản cao nhất cấp nhất của Hyundai Santa Fe luôn á quý anh chị. Thì đặc biệt trên Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu này nó có trang bị thêm những tính năng an toàn mới. Đầu tiên là tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ phía trước. Đó. Tiếp theo là nó sẽ có một cái tính năng là hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù. Đó, điểm mù tức là những bên hông mà khi xe vượt lên chúng ta sẽ không quan sát được và khi lùi. Đó, nó sẽ hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi và điểm mù luôn. Rồi, tiếp theo nó sẽ là hỗ trợ đổ xe chủ động. Tức là khi quý anh chị đang đậu xe mà mình chưa về số B, mình tháo dây an toàn ra, mình bước xuống xe, mở cửa bước xe thì xe nó sẽ tự động trả về số B và nó kéo phanh tay luôn cho mình luôn, phanh tay điện tử luôn. Đó là hỗ trợ đổ xe chủ động. Rồi, tiếp theo một tính năng an toàn nữa là hỗ trợ giữ làn nha quý anh chị. Đó thì xe nó sẽ hỗ trợ giữ làn và kèm luôn cảnh báo lệch làn cho mình, xe sẽ hệ thống nó sẽ can thiệp phụ la lăng để giữ cho chiếc xe chúng ta đi trong làn đường và nó sẽ không bị lệch làn, và cái đó là cảnh báo chúng ta khi buồn ngủ luôn đó. Thêm một tính năng nữa mà nâng cấp trên Hyundai Santa Fe này nè, đó là một cái đèn pha thích ứng. Đó, đèn pha thích ứng thì như Quy có giới thiệu đèn đầu đầu video á, thì đó là nâng cấp luôn. Đó. Thì xe hiện tại nó còn được trang bị thêm là cam 360 độ nha quý anh chị, cam 360 độ. Đó. Đó, thì những cái tính năng an toàn vừa rồi nó hỗ trợ chúng ta trong quá trình lái xe nó rất là an toàn luôn. Đó. Đặc biệt trên chìa khóa trên Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp bản mới này nè thì nó có trang bị đề nổ từ xa luôn nha quý anh chị. Đây, đề nổ từ xa. Đó, phím hoa này nè là nó có đề nổ từ xa cho chúng ta luôn.
Rồi, thêm một tính năng mà Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp 2021 này nè, nó có trang bị nữa đó, là một cái rất là hay. Khi mà chúng ta đóng cửa lại hết, chúng ta mà đi xe về, chúng ta đang hạ kính hết, đại hạ kính hết nha, mà chúng ta đóng cửa lại hết, chúng ta lóc cửa lại mà kính chưa lên thì có thể lên kính từ trên chìa khóa luôn nha quý anh chị. Chúng ta có thể lên kính từ xa và trên thực hiện thao tác trên cái chìa khóa luôn nha quý anh chị. Rồi để chút xíu Quy sẽ thực hiện cho quý anh chị coi, và Quy sẽ chèn cái clip đó vô cho quý anh chị coi luôn nha. Thì Quy vừa giới thiệu chi tiết về Hyundai Santa Fe facelift 2021 phiên bản máy dầu đó. Những tính năng nó được nâng cấp thêm những tính năng mới nè, rồi thiết kế mới nè, thay đổi thiết kế nè, thì Quy đã giới thiệu cho quý anh chị cô chú cùng tham khảo rồi. Thì để mà biết thêm về chi tiết về giá xe, rồi về khuyến mãi, về thời gian giao xe, rồi về lái thử trải nghiệm, thì quý anh chị có liên hệ với Quy qua số điện thoại là 0981 323 080 để Quy tư vấn cho quý anh chị chi tiết nè, hỗ trợ cho quý anh chị xem xe lái thử tận nhà nè, rồi báo giá nè, khuyến mãi nè, và về thời gian giao xe thì Quy sẽ trao đổi trực tiếp với quý cô chú và quý anh chị luôn nha. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo kênh. Nếu thấy mà video clip này có hay có ích thì mọi người cứ cho Quy một like, một lượt chia sẻ kênh và một lần đăng ký kênh nha. Rồi xin cảm ơn mọi người.